Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay 3 tháng 7 và ngày mai 4 tháng 7. Khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào, rải rác mưa dừa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đầu nguồn, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, có lúc có mưa, mưa rào, rải rác mưa dừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác mưa dừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, nhiều mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.